Đến năm 2020, tín hiệu truyền hình tương tự sẽ tắt trên toàn lãnh thổ Việt Nam, mở ra kỷ nguyên truyền hình số mặt đất, phục vụ khán giả chất lượng và linh hoạt hơn. Riêng tại khu vực miền Nam, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ chia làm 3 giai đoạn chuyển đổi. Các đài truyền hình sẽ lần lượt chuyển đổi việc phát sóng bằng công nghệ tương tự sang phát sóng bằng công nghệ số. Khi phát sóng bằng công nghệ số, việc thu xem hình ảnh, âm thanh sẽ tốt hơn, độ phân giải cao, giảm thiểu hiện tượng nhiễu sóng hay bóng mờ, giúp tiết kiệm tần số và phát sóng được nhiều kênh hơn. Giai đoạn 1, triển khai từ năm 2014 đến năm 2015, các trạm phát sóng tại hai thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ sẽ phát sóng song song truyền hình tương tự và truyền hình số. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2015, các trạm phát sóng tại hai thành phố này sẽ chuyển hẳn sang công nghệ số. Giai đoạn 2, triển khai từ năm 2015 đến năm 2016 tại các tỉnh thành như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang và Bình Thuận. Giai đoạn 3, diễn ra từ năm 2016 đến năm 2018 tại các tỉnh thành còn lại như Bình Phước, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Nếu người xem đang sử dụng truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi này. Còn những khách hàng khác muốn xem được các kênh chương trình thì có hai cách sau. Đối với TV chưa tích hợp chuẩn DVB-T2, hãy sử dụng đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất SDTV và anten thu sóng. Tích hợp giải mã tín hiệu, đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 của SDTV nâng cao chất lượng hình ảnh và mang lại cho khán giả nhiều tiện ích hơn như dò đài tự động, lưu tối đa 1.000 kênh truyền hình, hẹn thu lại chương trình yêu thích, hiển thị lịch phát sóng trong vòng 7 ngày. Đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 có kèm theo điều khiển thông minh từ xa với những chức năng nổi bật sau: tắt mở nguồn TV, tăng giảm âm lượng của TV và chuyển nguồn tín hiệu qua TV chỉ trong một remote. Đối với TV đã tích hợp DVB-T2, quý khán giả hãy sử dụng anten trong nhà được thiết kế đặc biệt trong việc thu sóng DVB-T2. Thiết kế đẹp, giá cạnh tranh, bảo hành miễn phí. Mọi giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ thông tin xin liên hệ số 1900 1789 hoặc website www.sdtv.vn. SDTV, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình kỹ thuật số miền Nam, đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng số mặt đất.